Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục mình đang test một cái em khung hình kỹ thuật số ha. Em này là nó bắt đại được nước ngoài nữa nè, nó có cái anten nữa nè. Mà mình đây thua rồi, không biết rồi. Chỉnh xuống cái này là hình này ha. Là gì đây? Không biết rồi, dê ra đi. Còn xuống này là gì? Cái này là phim ảnh 8 HD nè, HD nè ha. Cái này là hình hay với khách nè, nó có để hình trong thẻ nhớ ha. Cái này là hình và dê ra lúc đầu ta dê ra cái chọn ok. Ủa dê ra xin lỗi, chọn ok chỗ này ha. Hình á, còn hai video có gì nè, bấm vô ok luôn nè, không hai video của HD nè. Nè ha, ok nè ha, lớn nhỏ nằm bên đây ha. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nhau hết, không có bị răng bể nứt gì hết nha. Lưu ý là giùm mình nha. Em này luôn nguồn thì bán 300 ngàn nha, không nguồn thì trừ 50 ngàn. Này là nhặt hình ha, mình chép từ thẻ nhớ qua ha. Rồi giờ mình ve ra nè. Cái mình vô đây lại ha. Rồi xuống đấy là 7 đi bài nhạc tiếng nè. Ok nè. Đó, vô HD lại nè. Cái này mấy quý khách nào vô cài đặt á, cài tiếng Anh lại mình nghĩ là được á. Tại mình đây chỉ lao chùi test sơ sơ thôi chứ giờ không có thời gian nhiều. Ha, nó bắt tiếng nhỏ nè, giờ tăng volume lên. Đặc biệt em này có pin luôn nha khách, nó đang sạc pin nè, thấy không? Đây dấu sấm sét nè, đang sạc nè, thấy không? Rồi bức thơ nữa nè, rồi thẻ nhớ, rồi wifi tùm lum chứ không hiểu nhiều lắm nha. Rồi gắt là ok nha, không bị lỗi lầm gì hết ha. Rồi mình như đây mình chỉnh gì đó rồi, quý khách tự mò tiếp mình đi nè. Cài đặt nè, vô đây cài đặt ha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu á thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm mình qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá mong muốn là 300 ngàn luôn sạc, không sạc trừ 50 ngàn. Mình tên là Thanh Quá, năm nay 39 tuổi, để dễ xưng hô với quý khách ha. Rồi cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.